Nhật, giáo viên trường mầm non Tâm Phúc, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng quý vị trong hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non tại gia đình. Và hôm nay tôi xin gửi tới các quý vị phụ huynh và các con một hoạt động đến những bảy tặng vòng hoa bảy đối tượng nhận biết số bảy. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chiếc đĩa đúng không? Vậy mẹ đã chuẩn bị rất là nhiều những chiếc mũ này.
Dạ, muốn cái giữ chiếc mũ này và cùng bằng cái số lượng ở đấy một chiếc giờ và chiếc dĩa này thì con sẽ lấy là mấy chiếc mũ nhỉ? Con sẽ lấy là 7 chiếc mũ. Dạ, con hãy đến với mẹ là chiếc mũ được không? Vâng ạ. Con đến với mẹ nào? 6 7. Con gái mẹ đến rồi. Mẹ muốn con gái mẹ đến một lại một lần nữa cho mẹ nha. Con đồng ý với mẹ không? Con đến to lên nào. 1 2 3 4 5 6 7. Tất cả có 7 chiếc mũ. Con gái của mẹ giỏi quá. Vậy số mũ này, những chiếc thìa này, những chiếc đĩa này đều có số lượng là mấy hả con? Là 7 ạ. Vậy theo con thì với chiếc mũ là 7 này, thìa là 7 này và đĩa là 7 thì sẽ tương ứng số mấy hả con? Tương ứng số 7 ạ. Con đã nhìn thấy số 7 bao giờ chưa? Con thấy rồi ạ. Con có thể nhìn thấy rồi đúng không nha? Để nhìn thấy ở kia có kể cho chuyện số 7 rất là to, con nhìn thấy chưa? Sinh nhật của chị năm nay cũng là 7 tuổi. Vậy theo con, hai mẹ con mình sẽ phải đặt nến số mấy nhỉ? Số 7 ạ. Con hãy tìm nến số 7 đặt lên giúp mẹ con được không? Số mấy đây con? Số 7 ạ. Số mấy nhỉ? Hai mẹ con mình cùng bóc ra nha. Số mấy đây? Số 7 ạ. Nến số 7 đây con. Vậy bây giờ con hãy cắm nến giúp chị để chiều chị châm đến một cái đồng ý mẹ không? Đó, đồng ý nha. Mẹ con mình đặt đây để cho phòng sinh nhật của bé mình cũng đặt đây. Đến số mấy đấy con? Số 7 ạ. Mẹ xíu nào, hai mẹ con mình cùng ngắm lại chiếc bánh sinh nhật nhé. Số mấy đây con? Số 7 ạ. Nào, hai mẹ con mình cùng lục to nào. Số 7. Số mấy nhỉ? Số 7 ạ. Con đọc giúp mẹ nào. Số 7. Số 7. Số 7. Số 7. Số 7. Mẹ thấy con gái con mẹ hôm nay rất là ngoan đấy. Hai mẹ con mình đã chuẩn bị được một quà sinh nhật thật là tuyệt vời để tặng chị rồi. Mẹ con mình sẽ cùng tắt điện đi và chào chị về để tạo sự bất ngờ cho chị. Con có đồng ý với mẹ không? Có ạ. Con cùng đi tắt điện thôi. Trên đây tôi vừa chia sẻ đến quý vị phụ huynh hoạt động bé làm quen với toán ở nhà. Phụ huynh có thể tận dụng các đồ dùng cho con học toán như đếm, thêm bớt, so sánh để con có một tâm thế tốt chuẩn bị vào lớp 1. Xin kính chúc quý vị phụ huynh và các bé mạnh khỏe, hạnh phúc.